Hồi nãy giờ mình chia sẻ bạn những cái rào cản các bạn hình dung ra và cái cách làm sao để chúng ta giải quyết quyết nó. Một cái idea mà mình muốn gửi đến trước khi chúng ta tổng kết cái phần này, mà đó là cái kinh nghiệm làm việc của mình trong những năm qua, và mình chia sẻ cái điều này cho rất là nhiều bạn, đó là chúng ta hãy bắt đầu từ vị trí chúng ta đang đứng. Bạn không có tiền thì hãy bắt đầu bằng cách từ việc chúng ta không có tiền. Chúng ta đang là người đi làm công một ngày, chúng ta từ 7 giờ cho tới 5-6 giờ chiều, thì chúng ta hãy bắt đầu từ việc 6 giờ chiều cho tới 10 giờ tối là chúng ta bắt đầu cho việc khởi nghiệp. Và cái cách của mình trong những năm qua mình chia sẻ là vừa rồi rất là nhiều bạn áp dụng là bằng cách gì ạ? Họ tạo vốn bằng cách là đi bán cái quyển sách của mình này. Trong quyển sách của mình như là mình hướng dẫn cái cách làm sao khởi nghiệp từ 5 xu, từ những đồng tiền rất là lợi ích. Và đây cũng là một cái công cụ giúp cho các bạn đi khởi nghiệp là bằng cách gì ạ? Các bạn thấy cái giá của nó là 100.000. Mình hỗ trợ cho các bạn đó, mà bạn nào mà bỏ tiền ra, ok mà lấy một lúc 50 cuốc, thì cái này thực sự là sự hỗ trợ thôi. Là mình chỉ để giá 50.000 thôi, nghĩa là chúng ta được lãi tới 50%. Và thế là các bạn cầm cái quyển này các bạn đi bán. Và rất là ngạc nhiên các bạn, có một bạn cho tới giờ này họ lấy đã được 1.000 cuốn rồi. Cái này là một thật thật sự. Dĩ nhiên họ không bán 1.000 cuốn hết, và có những cuốn họ tặng. Giải thì cái cách họ tạo vốn nó như thế nào ạ? Họ tặng cái này, ok, để họ lấy cái tình cảm với người khách hàng. Sau đó họ bán cái sản phẩm, bạn đó là làm bên lĩnh vực chụp hình, bạn khởi nghiệp bằng cái lĩnh vực chụp hình, tặng cái quyển này cho người ta có thiện cảm rồi, xong cái bạn bán cái dịch vụ chụp hình của bạn với một cái giá mà rất là tuyệt vời, và vừa rồi bạn tạo ra một cái khoản tiền nó rất là đều, các bạn thấy không ạ? Hoặc là có những bạn thì mua sách này và đi bán thì bắt đầu họ tạo ra một được cái nguồn vốn và bắt đầu họ kinh doanh cái sản phẩm của họ. Đó là một trong những cái cách mà chúng ta giải quyết về vấn đề về tiền mà trong những năm qua có nhiều bạn làm rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.